Tập 33. Hội quần Anh, Tưởng Cán mắc mưu. Lại nói, Chu Du tiễn xong Huyền Đức về trại. Lỗ Túc hỏi rằng, ông đã mời Huyền Đức đến đây, sao lại không giết nữa? Du nói, Quan Vân Trường là một hổ tướng đời nay, cùng với Huyền Đức không rời nhau lúc nào. Nếu ta hạ thủ, thì y tất giết ta trước. Túc nghe nói cũng rợn tóc gáy. Chợt lại có tin vào báo Tào Tháo sai người đưa thư đến. Du gọi vào, sứ giả dâng thư lên. Rồi Du sai chống hò reo bắt đầu sang đánh Tào. Tào Tháo thấy Chu Du xé thư chém sứ giả, bèn nổi giận đùng đùng, lập tức sai Sái Mạo, Lĩnh Hậu Quân, đốc thúc chiến thuyền kéo đến của Tam Giang chiến với ta không. Sái Mạo sai em là Sái Huân tiến lên trước, ở hữu, hai mặt chiến không nổi, lẫn Đông Ngô ít, thế mà nó đánh được mình, đó là các người không chịu hết lòng đó thôi. Sái Mạo thưa, quân thủy ở Kinh Châu, lâu nay không được luyện tập, mà quân ở Thanh, từ thì không quen đánh thủy, nên mới bị thua. Nay nên lập một thủy trại, cho quân Thanh, từ ta, Trương, sai hai người ra luyện quân thủy. Suốt dải ven sông, lập ra một thủy trại cực to, thuyền lớn đóng xung quanh phía ngoài, thuyền nhỏ ở trong. Chia ra làm 20 cửa, có đường đi lối lại nối liền. Đêm hôm ấy, Chu Du lên cao đứng trông, thấy mé tây ánh lửa rực trời. Tả Hữu bẩm rằng, đó là ánh đèn đuốc ở bên quân Tào đó. Du cũng hoảng. Hôm sau Du muốn thân đến xem thủy trại Tào Tháo, liền sai sửa soạn một chiếc thuyền lầu, đem theo đồ âm nhạc và vài viên tướng khỏe, mỗi người đeo một bộ cung tên thực tốt, từ từ bơi sang. Đến cạnh trại Tháo, Du chuyển đỗ thuyền lại, đèn, sáo nổi lên inh ỏi. Du nhìn trộm thủy trại địch, giật mình, nói rằng thật là đạt mức tuyệt diệu của quân thủy. Lại nói rằng ai là đô đốc thủy quân bên Tào thế? Tả Hữu bẩm, Sái Mạo và Trương Doãn. Du nói, hai người này ở Giang Đông đã lâu, thạo nghề đánh thủy, ta phải lập mẹo trừ trước đi, mới có thể phá được. Khi thuyền quân Tào ra khỏi cửa trại, thì Chu Du đã đi xa hàng chục dặm rồi. Quân Tào đuổi không kịp, quay về báo lại với Tào Tháo. Tháo hỏi chưa dứt lời, có một người bước ra thưa rằng, tôi thuở nhỏ là bạn đồng học với Chu Du, chơi với nhau thân lắm. Nay xin đem ba tấc tự là Tử Dực quê ở Cửu Giang hiện đang làm Mạc Tân. Tháo bèn hỏi, Tử Dực chơi với Chu Du thân lắm à? Cán thưa, Tháo mừng lắm, mở tiệc rượu tiễn Tưởng Cán. Cán đội khăn cát đằng, mặc áo vải rộng tay, ngồi một chiếc thuyền con, đến thẳng trại Chu Du, sai người vào báo là có bạn cũ Tưởng Cán lại thăm. Chu Du đang du sửa lại áo mũ chỉnh tề, dẫn vài trăm tùy tùng đều mặc áo gấm, đội mũ hoa, tiền hô hậu ủng đi ra. Tưởng Cán dẫn Cán hỏi, công cẩn lâu nay mạnh khỏe chớ? Du đáp, Tử Dực sông pha sóng gió đến đây, làm thuyết khách cho Tào Tháo đó chăng? Cán ngạc nhiên, nói, ta lâu nay không gặp Túc Hạ, nên đến thăm hỏi, cớ sao lại nghi ta là thuyết khách? Du cười, nói, ta đây tuy không thông minh bằng sư khoáng ngày xưa, nhưng nghe tiếng đàn cũng biết bộ người. Các quan đừng nghi. Nói rồi cởi thanh kiếm đeo trong vui vẻ với nhau thôi, ai nói động đến chuyện quân sự giữa Đông Ngô với Tào Tháo sẽ bị chém lập tức. Thái sử Từ vâng lệnh, đeo thanh gươm ngồi giám tiệc. Lúc đã chênh choáng hơi men, Du dắt tay Tưởng Cán ra ngoài trướng. Quân sĩ áo mũ lịch sự, vác kích cầm giáo đứng hầu. Cán đáp, thật là quân như hổ như báo cả. Du lại đưa Cán đến sau trại, lương thảo trồng chất như núi. Du nói, lương của ta có đủ dùng không? Cán đáp, quân đã giỏi, lương lại nhiều, quả tiếng đồn không hoa. Du giả say, cười ầm lên, nói, tưởng nhớ lại khi ta cùng với Tử Dực còn học với nhau, có mong đâu được như ngày nay. Cán nói, không cần có biệt tài, được thế cũng đáng. Trong là tình xương thịt, nói thì nghe, kế thì dùng, họa phúc có nhau. Như thế, dẫu đến Tô Tần, Trương Nghi, Lục Giả, Lục Sinh có sống lại. Nói rồi lại cười ầm lên, Tưởng Cán mặt xám lại như cho, kiệt ở Giang Đông cả đấy. Hội hôm nay nên gọi là hội quần Anh. Bữa rượu kéo dài mãi đến tối, đèn nến thắp lên, Du đứng lên. Đến canh khuya, Cán tạ Từ, nói, Tử lượng tôi không sao kham được nữa. Rồi để nguyên cả áo mũ mà ngủ. Vẫn còn sáng mà Chu Du thì đã ngủ say, tiếng ngáy như sấm. Cán trông lên bàn. Đó toàn là thư các nơi gửi về, trong có một phong ngoài đề, Sái Mạo, Trương Doãn cẩn phong. Cán giật mình, mở ra xem, trong thư nói như sau. Chúng tôi hàng Tào Tháo, không phải có bụng mong phú quý đâu, cũng là bất đắc dĩ. Nay đã lừa được quân Tào nhốt cả trong thủy trại rồi. Khi nào được dịp, xin nộp đầu Tào Tháo ở dưới cờ. Nay mai có người đến, sẽ có tin báo, xin chớ nghi ngờ gì cả. Nay kính thư. Cán định xem thêm thư khác, thì thấy Chu Du trở mình, bèn vội vàng tắt đèn đi ngủ. Du nói làm nhảm trong mồm rằng, Tử Dực, vài hôm nữa cho anh xem đầu Tào Tháo. Lại thấy Du nói, Tử Dực, anh hãy ở đây, ta sẽ cho anh xem đầu giặc Tháo. Lúc Cán hỏi lại thì Chu Du đã ngủ khì ra rồi. Cán nằm trên giường, đến mãi canh tư, thấy có người vào trướng gọi, đô đốc đã tỉnh chưa? Chu đô đốc mời Tử Dực cùng ngủ, đã quên rồi à?
Du hối hận nói, ta chưa khi nào uống rượu say thế này, hôm nay say quá, không. Những câu sau nói nhỏ quá nên Cán nghe không rõ. Một lát, Chu Du trở vào, lại gọi, Tử Dực. Cán vẫn vừa ngủ không thưa, Du cũng cởi áo đi ngủ. Cán nằm nghĩ thầm rằng, Chu Du là người cẩn thận, sáng dậy không thấy thư, tất nhiên sẽ không để cho mình được thoát. Lập tức giấu ngay tờ thư ấy vào tay áo, rồi đội khăn mặc áo, lẻn ra ngoài trướng, đi thẳng đến cửa. Lúc bấy giờ Tháo mới ngủ dậy cho gọi Tưởng Cán vào rồi hỏi, Tử Dực đi có được việc không? Cán thưa, Chu Du chí khí cao nhã lắm, không sao dụ được. Tháo giận nói, đi đã không được việc, lại bị nó chê cười cho à. Cán thưa, tuy rằng không dụ được Chu Du, nhưng cũng điều tra được một việc giúp thừa tướng. Xin hãy cho Tả Hữu lui cả ra ngoài. Cán lấy thư ra và thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Tào Tháo nghe. Tháo nổi giận, nói, chà, hai thằng dám vô lễ thế à. Lập tức cho đòi Sái Mạo và Trương Doãn vào. Tháo hỏi, nay ta định sai các ngươi tiến quân đây. Mạo bẩm, quân sĩ tập chưa được giỏi, không nên tiến vội. Tháo gắt rằng, nếu đợi đến lúc quân sĩ tạp giỏi, thì đầu tao đã nộp cho Chu Du rồi. Hai người không hiểu ý thế nào, lúng túng chẳng biết nói năng ra sao. Tháo bèn quát võ sĩ lôi hai người ra chém. Một lát Tháo sực nghĩ ra ngay, nói rằng, thôi, nhưng võ sĩ đã đem đầu vào dâng. Sái, Trương đến phút cuối cuộc đời vẫn không biết vì sao phải chết. Các tướng thấy Tào Tháo giết Sái Mạo, Trương Doãn bèn vào hỏi nguyên nhân làm sao. Tháo biết mình mắc mưu, nhưng vẫn không chịu nhận lỗi, bèn bảo các tướng rằng hai người ấy khinh thường quân pháp nên ta giết đi. Ai nấy đều thở dài buồn bã. Tháo chọn Mao Giới và Vu Cấm cử thay làm thủy quân đô đốc. Quân do Thám tin về cho Chu Du. Du mừng rỡ, nói, ta chỉ lo hai người ấy, nay đã trừ xong, lòng ta thanh thản vô cùng. Lỗ Túc nói, đô đốc dùng binh như thế, lo gì chẳng phá được Tào Tháo. Du nói, ta chắc rằng các tướng không ai hiểu mưu ta, chỉ có Gia Cát Lượng kiến thức hơn ta, chắc mẹo này cũng không giấu được hắn. Tử Kính thử sang dò xem hắn có biết hay không, rồi về báo cho ta. Ấy là, muốn đem phản gián mưu vừa đạt, ướm hỏi người ngoài có biết không. Chưa biết Lỗ Túc đi dò Khổng Minh thế nào, xem đến tập sau mới rõ.